Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào muốn tìm hiểu dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé, cách chăm sóc mẹ bé như thế nào là tốt nhất. Và kênh Mẹ Bé Thủy Thảo cũng sẽ trả lời review tất cả các dòng sản phẩm sữa trên thị trường Việt Nam và thế giới, trả lời các câu hỏi thắc mắc của các bạn trong cái quá trình chăm sóc con của mình. Bé gặp tình trạng biếng ăn hay mẹ bị gặp tình trạng mất sữa, thiếu sữa, các bạn có thể để lại bất kỳ câu hỏi nào trong tất cả video của kênh Mẹ Bé Thủy Thảo, cũng như là kết bạn trực tiếp vào số Zalo ở bên trên video này của kênh Mẹ Bé Thủy Thảo để bên mình có nhân viên chăm sóc tư vấn cho các bạn, chọn cho các bạn những dòng sản phẩm nào là tốt nhất. Ngày hôm nay thì kênh Mẹ Bé Thủy Thảo sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn cách chọn sữa công thức như thế nào là tốt cho con và hợp cho con của mình để bé phát triển một cách toàn diện. Bởi vì các bạn biết đấy, sữa mẹ là thực phẩm tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhưng đối với một số mẹ thì bác sĩ khuyên khi mà mình mắc những căn bệnh lý, bác sĩ khuyên không cho con bú sữa mẹ thì mình bắt buộc phải dùng sữa công thức. Và khi mà bé từ 6 tháng tuổi trở lên thì bắt đầu mình phải bổ sung thêm một số cơ sở công thức để giúp cho bé phát triển chiều cao, cân nặng và thêm dinh dưỡng cho bé. Bởi vì khi mà bé từ 6 tháng tuổi trở lên thì mình sữa mẹ sẽ không đủ hết dưỡng chất cho bé. Các bạn hãy cùng theo dõi với mình trong video ngày hôm nay. Và trước khi mình nói về video này thì hãy cho kênh Mẹ Bé Thủy Thảo một nốt like cũng như là nốt đăng ký để kênh ngày càng phát triển hơn, đưa thật nhiều video hay, ý nghĩa đến cho các bạn chăm sóc con của mình một cách tốt nhất. Và những cái điểm lưu ý mà các bạn để chọn sữa cho con của mình thì có những điểm chính như sau. Rồi, trước khi mình chọn sữa cho con của mình, chọn sữa công thức cho con, thì cái điều quan trọng nhất để chúng ta chọn sữa đó là chúng ta phải có kiến thức về việc chăm sóc con, chăm sóc phân biệt sữa thật, sữa giả. Cái kiến thức này thì kênh Mẹ Bé Thủy Thảo cũng đã đưa đến cho các bạn một video về cách phân biệt sữa thật, sữa giả như thế nào rồi. Và cái điều quan trọng là các bạn nên chọn những cái shop sữa lớn uy tín lên siêu thị để mua được những cái sản phẩm sữa uy tín cho con của mình, không phải sữa dởm kém chất lượng làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con, rất nguy hiểm nhá. Đấy là điều đầu tiên, điều lưu ý đầu tiên nhá. Cái thứ hai đó là chúng ta chọn sữa công thức cho con thì theo từng độ tuổi, từng lứa tuổi của bé. Ví dụ những bé từ 0 đến 6 tháng tuổi thì các mẹ lưu ý là cho bé bú hoàn toàn sữa mẹ. Nhưng đối với những bé nào được bác sĩ khuyên là mẹ không thể cho con bú như khi mẹ bị nhiễm những căn bệnh viêm gan B, những căn bệnh lây qua đường cho con bú, thì bác sĩ sẽ khuyên là không cho con bú. Và cũng có những mẹ là phải sử dụng kháng sinh nhiều thì bác sĩ cũng sẽ khuyên là không cho con bú sữa mẹ nữa mà thay bằng sữa công thức. Thì đối với bé từ 0 đến 6 tháng tuổi, bé sinh từ 0 đến 6 tháng tuổi thì mẹ lại phải chọn những cái dòng sản phẩm mà nó bé dễ dàng hấp thụ hơn, những cái dòng sản phẩm sữa mát tốt tiêu hóa. Và đặc biệt là mát tốt tiêu hóa là điều quan trọng nhất, vì mình sẽ trong cái giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi này thì không thiên về tăng cân nhiều nhưng thiên về cái việc là tốt tiêu hóa cho bé. Thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một số dòng sản phẩm sữa mát tốt tiêu hóa. Các bạn có thể tìm đến đó là Morinaga của Nhật này, đây là dòng sản phẩm của Nhật, Meri của Nhật, có sữa nội địa của Nhật đó là nhập nguyên hộp, và sữa Meri này là nhập đóng gói tại Việt Nam hoặc là bên Thụy Sĩ. Thì đấy là Meri về nhập về đóng gói, còn Meri này là Meri nguyên hộp. Đấy là cái dòng sản phẩm sữa mát và tốt tiêu hóa. Tiếp theo là Physiolac, mình sẽ lấy non Physiolac cho các bạn xem. Thì Physiolac của Pháp này cũng là dòng sản phẩm sữa mát tốt tiêu hóa dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi. Các mẹ cũng có thể lưu ý để chọn sản phẩm này cho con của mình. Lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao nhìn cái bảng này để biết được là thành phần nào cần bổ sung, những thành phần nào cho con của mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn một số loại sữa trước để trong cái quá trình chăm sóc của con của mình. Với những mẹ nào mà có con sinh non thiếu tháng thì các bạn nên chọn những cái dòng sản phẩm dành cho bé sinh non thiếu tháng như Similac HMO hoặc Similac Neosure. Thì cái Similac HMO này thì là cái sữa đầu tiên trên thế giới đưa HMO vào có sữa mẹ vào trong sữa công thức. Đấy, sữa đầu tiên trên thế giới. Cái thành phần HMO này sẽ giúp cho bé có hệ tiêu hóa tốt và hệ miễn dịch tốt, giúp cho bé phát triển về toàn diện về hệ tiêu hóa miễn dịch của bé và bé tăng cân rất tốt. Đây là sữa Similac HMO dành cho những trẻ bị sinh non thiếu tháng nha. Similac HMO hoặc là Similac Neosure, đấy là những cái sự lựa chọn của các mẹ.
mẹ chọn sữa cho con của mình. Tiếp theo thì khi mà bé từ 6 tháng tuổi trở lên rồi thì mẹ lại nên chọn những cái dòng sản phẩm mà nó nhiều canxi này, nó nhiều chất đạm, nhiều chất béo, để trong cái giai đoạn từ 6 tháng tuổi này là cái giai đoạn bé bắt đầu dùng sữa công thức, bắt đầu cần phải bổ sung thêm canxi để bé mọc răng này, bé tập đi này, và bổ sung thêm canxi để bé bắt đầu vận động hơn, sẽ không còn là nằm nữa mà sẽ vận động bò trườn đi lại. Đấy, thì các mẹ nên chọn những dòng sản phẩm nhiều canxi như sữa Physiolac của Pháp. Thì lon số 2 mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là lon số 2 Physiolac của Pháp. Lon số 2 này thì nó sẽ cung cấp canxi này, các chất đạm, chất béo nhiều để giúp bé lên cân nhanh và dễ dàng hấp thụ hơn. Và trong cái giai đoạn từ 6 tháng tuổi trở lên thì bé sẽ nghịch nhiều hơn, và khi mà mẹ cho bú sữa thì nhiều khi bé sẽ bị ọc chớ, thì cái dòng sản phẩm này sẽ chống nôn chớ cho bé. Thì đây là Physiolac số 2 của Pháp, các bạn có thể tham khảo dòng sản phẩm này và thêm cho con của mình cái dòng sản phẩm này. Tiếp theo là các bạn có thể thêm Similac số 2. Similac số 2 thì dòng sản phẩm Similac số 2 này nó cũng được bổ sung canxi nhiều hơn, chất đạm, chất béo nhiều và giúp bé lên cân nhanh, cũng như là khi mà có hàm lượng canxi như vậy thì sẽ giúp cho bé phát triển được cả về cái giai đoạn là bé sẽ mọc răng này, rồi giai đoạn là bé cần phải bổ sung canxi để trong việc vận động của bé. Nhưng cái dòng sản phẩm Similac này thì hàm lượng sắt của bé có trong sản phẩm nhiều, nên khi mà mẹ sử dụng thì cũng phải cần phải pha đúng hướng dẫn, nếu không bé dễ bị cái tình trạng táo bón, nên các mẹ cần lưu ý nhá. Đấy là những cái một số điểm lưu ý khi mà bé từ 6 đến 12 tháng tuổi chọn sữa cho con. Tiếp theo là khi mà bé từ 1 tuổi trở lên thì mẹ nên chọn dòng sản phẩm sữa nào. Thì khi mà bé 1 tuổi trở lên thì thay thế sữa công thức có thể là sữa bột pha sẵn hoặc là sữa tươi, bé cũng có thể sử dụng được rồi. Và khi bé 1 tuổi trở lên rồi thì mẹ dễ dàng chọn sữa cho con của mình hơn, và nên chọn những cái dòng sản phẩm mà thứ nhất là nó sẽ phù hợp với kinh tế gia đình, giá nó sẽ không quá cao. Ví dụ như Physiolac của Pháp thì lon số 3 giá cũng sẽ cao, cũng sẽ cung cấp rất nhiều chất đạm, chất vitamin cho bé. Nhưng với những gia đình không có điều kiện, chưa có nhiều điều kiện thì có thể là chưa có thể sử dụng dòng sản phẩm đấy. Thì mình cũng sẽ giới thiệu, đây là Grow Blood của Nutifood. Thì chắc hẳn thì tất cả các mẹ đều biết công ty sữa Nutifood và cái sản phẩm Grow này khá là nổi tiếng rồi, và dành cho những trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi và gặp tình trạng đó là thấp còi nhẹ cân. Thì những bé từ 1 tuổi trở lên thì các bạn có thể sử dụng dòng sản phẩm sữa này rồi cho con của mình, và kinh tế nó hợp với kinh tế gia đình hơn là sử dụng những cái dòng sản phẩm sữa nhập ngoại như Physiolac hay là Similac, những cái dòng sản phẩm sữa đắt tiền nhập ngoại. Và những cái điểm lưu ý mà các bạn chọn sữa cho con của mình nhá, thì không phải cứ sữa nhập ngoại là sữa tốt hay là sữa đắt tiền sữa tốt, sữa rẻ tiền sữa tốt, mà cái quan trọng là cái sữa đấy phải hợp với con của mình, nó cung cấp được những cái chất gì cho con của mình. Thì bây giờ mình sẽ lấy một lon ví dụ cho các bạn để các bạn dễ dàng nhận biết nhá. Bây giờ mình sẽ cầm lon Similac HMO này để cho các bạn phân tích cho các bạn cái bảng. Không phải là mình bỗng dưng mà nhà sản xuất đưa ra cái bảng này đúng không ạ, mà họ đưa ra bảng này để chúng ta nhìn vào cái tỷ lệ thành phần trong đấy, biết được cái sản phẩm này cung cấp được những cái dinh dưỡng gì cho con của mình. Không phải là sữa đắt tiền là tốt, sữa nhập nội nhập ngoại là tốt, nhưng sữa đấy phải cung cấp được đầy đủ dinh dưỡng cho con phát triển một cách toàn diện, và bé phải hấp thụ được đấy, có điều quan trọng là như vậy. Và đây các bạn sẽ thấy được trong cái bảng này thì các bạn sẽ thấy là chất đạm là 10,6 gram trên 100 gram chất bột. Đấy, các bạn sẽ thấy là chất đạm nhiều. Thì với những bé nào mà không nên sử dụng, thì với những bé nào mà hay bị dị ứng với đạm này, và những bé bị dị ứng với đạm thì không nên sử dụng những cái dòng sản phẩm có tỷ lệ chất đạm nhiều. Tiếp theo, chất béo là 28,1 gram trên 100 gram bột, thì dòng sản phẩm Similac này cũng chất béo cao. Và với những bé nào mà gặp tình trạng là suy dinh dưỡng thấp còi thì nên sử dụng dòng sản phẩm Similac HMO này. Nó sẽ cung cấp chất đạm, chất béo cao để giúp bé nhanh chóng lên cân. Nhưng với thành phần này thì có một điểm lưu ý, đó là sắt
sắt ở trong sản phẩm thì đấy 5,4 mg, 5,4 mg trên 100 g bột thì tỷ lệ sắt cao. Với những bé nào mà hấp thụ sắt kém thì sẽ bị tình trạng táo bón đấy, hấp thụ sắt kém thì sẽ bị tình trạng táo bón và chắc chắn rồi, táo bón rối loạn tiêu hóa thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái tình trạng lên cân của bé. Và các bạn dễ dàng thấy lắm, một cái bảng này thì các bạn sẽ biết được cung cấp được những gì này. Trong thành phần còn có omega 6 này, omega 6 là 4,5 g trên 100 g bột. Omega 3 thì khi mà mua sữa thì mình sẽ lưu ý cho các mẹ chỉ cần để ý những cái nguyên tố như thế này để biết được cái sữa đấy có hợp với con của mình hay không và có nên sử dụng không nhá. Thì các bạn chỉ cần để ý là chất đạm chất béo là bao nhiêu. Thì với những bé nào mà cân nặng đã đủ rồi, cân nặng đã đủ và mẹ muốn duy trì cân nặng như vậy cho bé để bé phát triển từ từ thì không nên chọn là cái dòng sản phẩm có chất đạm chất béo cao. Đấy là lưu ý đầu tiên. Lưu ý thứ hai là các mẹ muốn chọn dòng sản phẩm mà phát triển trí não cho con, phát triển cho con thông minh khỏe mạnh thì các bạn nên chọn cái dòng sản phẩm mà có omega 3, omega 6 cao, lutein AA và DHA cao. Đấy là những cái lưu ý khi mà chọn dòng sản phẩm. Khi mà sản phẩm mà có đầy đủ omega 3, omega 6, DHA và ARA cao thì chắc chắn sản phẩm đấy sẽ phát triển trí não cho bé. Điểm tiếp theo mà mình chọn sản phẩm để cho con của mình nữa là để ý tới các mục vitamin thì sẽ cung cấp được những vitamin gì. A, D, 3, C thì những cái dòng sản phẩm mà cung cấp vitamin A, C nhiều sẽ cho bé một cái mắt phát triển về võng mạc mắt này, rồi vitamin C sẽ giúp cho bé có sức đề kháng này. Đấy là những cái lưu ý. Rồi trong cái khoáng chất thì nó sẽ cung cấp được canxi bao nhiêu, phospho bao nhiêu. Thì canxi và phospho thì các bạn sẽ biết được rằng cái thành phần này sẽ giúp cho bé phát triển về xương khớp, phát triển về chiều cao. Với những bé nào mà có thể gia đình di truyền về chiều cao không được cao thì các bạn nên chọn dòng sản phẩm mà nó nhiều canxi, nhiều phospho để cải thiện được phần nào về cái gen di truyền đấy, để giúp cho bé cao hơn và giúp cho bé phát triển về chiều cao. Đấy là điểm lưu ý mà các bạn nên chọn dòng sản phẩm và nên để ý cái bảng thành phần này. Thì mình sẽ lấy ví dụ một lon Physiolac của Pháp ra. Các bạn sẽ thấy không, trên lon hoàn toàn là tiếng Pháp, hoàn toàn là tiếng Pháp, ở dưới thì là ngày sản xuất hạn sử dụng là dập nổi, nhưng bên trên thì đã được gắn một cái tờ giấy đó là hướng dẫn rồi thì các bạn sẽ dễ dàng thấy hơn, và bên trong cũng sẽ có một cái tờ thành phần. Thì khi đi mua sữa cho con các bạn cần lưu ý để đọc thật kỹ nhé. Dạng của lon này nó là dạng nắp bật. Đây bây giờ thì mình sẽ mở cái lon Physiolac này ra, bên trong có một tờ giấy hướng dẫn để nói về cái lon sữa này cho các bạn xem tiếp tục nhé. Thì các bạn sẽ thấy này, có một cái bảng thành phần này, hướng dẫn sử dụng và cách pha. Chắc chắn rồi, khi đi mua sữa các bạn sẽ không thể quên được cái bảng thành phần và cách hướng dẫn sử dụng cho con của mình, pha cho con của mình để chọn cái dòng sản phẩm sữa tốt và biết cách pha cho con chuẩn. Đây thì dòng sản phẩm Physiolac này nó có đầy đủ sắt này, kẽm này, phospho, vitamin, năng lượng, chất béo, chất đạm, đạm protein, đạm whey. Đấy là những cái thành phần mà cung cấp dinh dưỡng cho bé. Thì khi đi mua sữa cho con, các bạn nhớ là để ý cái bảng này. Những cái mốc quan trọng thì mình đã vừa nói cho các bạn rồi. Đấy là những mốc quan trọng để chọn sữa cho con của mình. Và những cái lưu ý đấy thì các bạn nên chú ý lại để mua sữa cho con nhé. Thì những cái thông tin này thì các mẹ bé Thị Thảo đã mang đến cho các bạn rồi. Mong là sẽ giúp cho các bạn có những cái kiến thức để chọn sữa cho con của mình. Có bất kỳ câu hỏi nào hay là chưa hiểu về video này, các bạn có thể để lại nhận xét trong video để kênh mẹ bé Thị Thảo sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn hiểu hơn, rõ hơn về từng sản phẩm cũng như là chọn từng sản phẩm thích hợp cho con của mình. Cũng như là các bạn có thể kết bạn trực tiếp với số Zalo bên trên ở hotline kênh mẹ bé Thị Thảo thì bên mình cũng sẽ có nhân viên tư vấn chăm sóc cho các bạn để giúp chọn cho con của mình dòng sản phẩm sữa tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.